chơi phim ma bay rủi hả? Đấy chứ, trời thôi rồi luôn. Về thì mất à? Về nhá, xong ra đây thì lại gặp cái tầm gần mùa đông nhá. Mất thêm mùa nhá. Ra đúng đợt, đúng cái đợt ngoài hồi ra ngoài chơi được đúng lần lên mình ra ở đó. Xong rồi dặn ngày đông. Ngày đông đợt rồi đi ra Tết đấy mình nhận. Mình có tiền mình phải thêm mua cầm lại học thôi đi. Xong mình nhờ anh ở lấy lại. Thế nào hôm trước hắn bảo lấy cho xe để lại cho anh mang lấy thì thế nào? Ừ anh xuống anh lấy đi, anh bảo gửi xe hoặc không thì bảo tôi thì bán quẩy bán chi để kia đâu. Thích ở đây nha thì chơi là chính. Thì đưa cho ông còn cháu gửi xe cháu gửi.